Trường Đại học Trà Vinh vừa tổ chức ngày hội việc làm năm 2023, kết nối hơn 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp, thu hút hàng ngàn sinh viên của trường tham gia. Theo đó, có hơn 8.500 vị trí việc làm do các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng gửi về Trung tâm Dịch vụ Việc làm tại ngày hội, tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên của nhà trường và người lao động, cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trường Đại học Trà Vinh cho biết, trong năm học 2023, trường có khoảng 2.000 sinh viên tốt nghiệp Ngày hội việc làm kết nối sinh viên với các doanh nghiệp sẽ giúp các em tìm kiếm việc làm đúng chuyên môn, phù hợp với năng lực của bản thân. Ngày hội còn là dịp để các công ty doanh nghiệp tìm những ứng viên tiềm năng, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của đơn vị, cũng như quảng bá hình ảnh, tuyên truyền thông tin tuyển dụng một cách chính thống, chính xác và đầy đủ, tôn vinh thương hiệu doanh nghiệp một cách hiệu quả nhất. Tại ngày hội việc làm lần này, công ty Homestay Hoàng Long và công ty nhiệt điện Dương Hải đã trao tặng 26 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng Bên cạnh đó, nhiều nhu cầu ngành nghề đa dạng cũng được các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh giới thiệu. Đây là cơ hội cho sinh viên tham quan tìm hiểu việc làm tiềm năng và tạo mối quan hệ trực tiếp với các nhà tuyển dụng. Dịp này, Trường Đại học Trời Chinh đã ký kết ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải, Công ty Cổ phần Dược phẩm CBC1 Hà Nội chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Jolibee Việt Nam với mục tiêu các bên cùng phối hợp trong công tác đào tạo tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao nghiên cứu khoa học tư vấn và phát triển chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp